Đây. Cái này là đem cái cơ sở để mấy đứa đọc cho CD nha. Chúng ta có ốc tài, đúng không? Ốc tài. Đây là tái, tài giữa. Tài giữa với chủ sinh khôn biết rồi phải không? Là nước nha. Và ốc tài. Ở phía sau, ốc tai là nằm phía trước. Nhắc lại nè, ốc tai do phía ốc tai nằm phía trước và phía dưới. Ở đây là phía trước. Phía trước. Ốc tai nó nằm ở phía trước và phía dưới. Trong khi đây là tiền đình thì nó nằm phía sau và phía trên. Đúng chưa? Nhớ lại nha. Hai vị trí, ốc tai và tiền đình. Và phía sau này là cái hòm nhĩ. Ốc tai, tiền đình, hòm nhĩ. Tiền đình nằm sau mà nằm bên trên. Cho nên nếu chúng ta cắt ngang bên trên này ASEAN thì chúng ta sẽ thấy trước là các ống bán bản quyền. Còn nếu chúng ta cắt từ trước thì chúng ta sẽ thấy được trước đầu chính là ốc, ốc tài. Nhắc lại nha. Nếu chúng ta cắt từ sau tới thì chúng ta thấy tiền đình phía đầu tiên, đúng không? Từ phía sau cắt tới mà cắt ASEAN Corona thì chúng ta sẽ thấy được tiền đình trước và ốc tài sau. Định vị trong đầu như vậy để khi chúng ta đọc thì chúng ta mới biết, mà không chúng ta sẽ bị ú ớ. Rồi, đây, đây là mặt cắt gì? Corona. Mặt cắt corona qua ống tai ngoài. Màng nhĩ, hòm nhĩ với chủ sinh con, vòi nhĩ. Rồi tới đó là tiền đình, đây là ốc. Ốc tai nhất là tiền đình luôn ở phía trên. Vì vậy nếu chúng ta cắt ngang như này, tức là ASEAN, thì chúng ta thấy tiền đình trước, đúng không? Từ trên xuống dưới. Và ốc tai là phía trước. Ok. Định vị trong đầu vậy nha. Đây, đây chính là cái ống tai ngoài. Đây chính là ốc. Ốc tai. Ở phía sau và trên đó là tiền đình. Ok. Hệ thống tai giữa. Chúng ta có xương chụm, ha, xương chụm. Trong xương chụm nó chứa hòm nhĩ nối với cái vòi nhĩ. Trước là hòm nhĩ, liên tục với hòm nhĩ, đây là thượng, bên trên là thượng nhĩ, bên dưới là trung nhĩ. Thượng nhĩ nối liền với adductus, tức là cái đây là cái sào, sờ vào, đây là sào, sào đạo, hòm nhĩ, sào đạo, sào vào. Đúng chưa? Liên tục với nhau. Nó liên tục với nhau từ vòi nhĩ nha. Vòi nhĩ, hòm nhĩ, thượng, rồi tới cái sào đạo, tức là thượng nhĩ, rồi tới sào, sào vào. Từ sào vào nó lan tỏa là tất cả các nhánh, rồi các tế bào chưởng. Ok, nhớ là đây là một hệ thống liên tục nha, nó liên tục. Rồi, đây là phía trước. Đây là phía trước. Ở phía bên trên, đây là cái hòm nhĩ. Bên trên này chính là cái thượng nhĩ với hòm nhĩ, sào đạo. Và phía sau là sào, sào vào. Ok, phía trước là cái động mạch cảnh ngoài. Đây là cái tĩnh mạch cảnh. Ở chỗ này thì gọi là cái này gọi là cái son hay là cái hố cảnh hay là vĩnh cảnh, muốn nói sao cả động mạch cảnh ngoài và tĩnh mạch cảnh ngoài, rồi vĩnh cảnh. Khúc này thì lát nữa mới đọc được. Như vậy chúng ta có màng nhĩ dính liền với xương búa, đúng không? Xương búa của mấy thành phần cũng có cái đầu búa, siêu búa thì cũng có đầu búa, có cái cổ siêu búa, đúng không? Cổ giống cổ siêu người, nó có cổ đấy, cổ búa. Rồi chúng ta có cái mấu dài xương, siêu búa. Và chúng ta có cái rốn nhĩ, cuối cùng là rốn nhĩ. Đọc nha, rốn nhĩ, mấu dài siêu búa, cổ siêu búa, đầu búa. Cổ siêu búa nó chứa một cái cấu trúc gọi là cái mấu ngắn xương. Xương búa thì mình là búa ngoài đấy nha, nó ló ra. Đầu búa khớp với thân đè. Đây là thân đè. Đầu búa khớp thân đè.
bởi một cái khớp, như gọi là ba hoạt dịch. Khớp có ba hoạt dịch giống như khớp này, giống khớp tay chúng ta này. Cái khớp là khớp ba hoạt dịch, cho nên lâu lâu nó bị viêm nha, nó bị viêm. Khi viêm vào cái bao khớp này thì nó dẫn tới cứng ngắc luôn này. Rồi, đây là cái thân đe. Đây là mố ngắn xương, xương đe. Thân đe, mố ngắn xương đe, bên dưới là mố dài xương đe, phải không? Mố dài xương đe. Đầu búa, thân đe, mố ngắn xương đe nằm ở thượng, thượng nhĩ. Mố dài xương búa, mố dài xương đe. Mấu dài xương đe nối với gì? Nó có một cái móc nữa gọi là cái mõm, mõm đậu. Chỗ này nè, cái mõm đậu. Chỗ này là hai mấu dài xương đe kéo ra là mõm, mõm đậu. Cũng là mõm đậu của xương, xương đe nha. Răng tiên la phát xe, mõm đậu xương đe. Như vậy là mấu dài xương đe, mõm đậu. Khi chúng ta thấy được, thật là hãy để thấy xong không? Mấu dài xương đe và mõm, mõm đậu và cái mấu dài của xương búa, đây là ba cái nằm ở trung trung nhĩ. Khi trên CT chúng ta thấy được mấu dài xương búa, mấu dài xương đe, mõm đậu, ba cái này chúng ta thấy trên CT có nghĩa là hệ thống xương còn nguyên vẹn. Kỳ đó sẽ nói ha. Rồi cái này chỉ xác định thôi. Mấu dài xương đe có một cái mõm đậu. Mõm đậu của xương đe bám vào chõm bàn đạp. Tức là chõm bàn đạp. Đây, mấu dài. Ở đây là cái mõm đậu nè. Đây là mõm đậu nè, hình đậu. Nó sẽ có chõm của xương bàn bàn đạp gắn vô, ha. Nhưng mà chõm xương bàn đạp nè, mõm đậu gắn vô. Là ha. Nhớ chưa? Vì vậy đây là mõm đậu khớp với chõm của xương bàn đạp, như gọi là khớp đe đạp. Bên này chúng ta có cái thân của xương bàn đạp giống như cái lá và con chim nữa. Thì cái này nó gọi là thân. Cái thân này nó chứa hai cái gọng, hai cái gọng, gọng trước gọng sau, thì gọi là gọng trước gọng sau của gồng trước gồng sau của xương bàn đạp. Và cuối cùng nó có một cái đế ha, cái bàn đạp có một cái đế giống bàn đạp xe đó, nó có cái đế bàn đạp. Đế bàn đạp này gắn vào cửa sổ bầu dục và được cố định bởi dây trần vào, hở ra hở vô, hở ra hở vô nha. Ok, nhắc lại nè, ở thượng nhĩ chúng ta sẽ thấy được có cái đầu búa và thân. Thân đe, mố ngắn xương, xương đe. Ở trung nhĩ chúng ta có mố dài xương, búa, mố dài xương, đe. Chúng ta thấy có khớp đe, đe đạt. Chúng ta thấy được là cái mõm đậu, khớp đe đạt. Chúng ta thấy được hai cái ngành của xương bàn đạp và đế bàn đạp. Đó là nằm trong trung nhĩ. Nói như vậy có nghĩa là lát nữa chúng ta sẽ cắt. Chúng ta cắt thường nhĩ, chúng ta cắt trung nhĩ, chúng ta cắt hạ nhĩ. Vậy chúng ta trong đầu chúng ta biết là trung nhĩ có cái gì, đúng không? Ok. Rồi, và đây là phía hòm nhĩ. Phía trước là phía này nè, nó giống như hộp phấn rồi đấy. Phía trước là phía chúng ta nè. Còn đây là phía ngoài, có màng nhĩ. Đây là phía trong là của tay trong. Đây là phía sau. Phía sau chúng ta thấy có cái gì? Chúng ta thấy có cái đường đi quan trọng nhất là của thần kinh số 7. Chúng ta thấy có được cái ở cái cấu trúc này là chúng ta thấy được cái quan trọng nhất là cái mõm tháp. Mõm tháp nơi nó phát sinh ra thần kinh bàn đạp và cơ bàn đạp. Đây là phía sau. Rồi. Như vậy chúng ta nhớ, nếu chúng ta nhìn từ mà nhĩ từ nhìn từ trong ra, đây là cơ sở để lắp mấy đứa đạp nha. Chúng ta nhìn từ bên trong hộp nhĩ nhìn ra ngoài, thì thay chúng ta nhìn từ đây vô trong, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đứng từ bên trong chúng ta nhìn ra để chúng ta thấy cấu trúc bên trong.
Rồi, như vậy chúng ta thấy được là chúng ta sẽ thấy được đây là gì? Đây là cái mà nhĩ từ trong nhĩ ra. Và thấy được hai siêu trước, đây là siêu đe và siêu mãn. À, và siêu búa, đe, búa, đúng chưa? Siêu đe, siêu búa. Siêu đe chúng ta thấy được đó chính là cái thân đe, mố ngắn xương, siêu đe. Ngay phía sau mố ngắn xương đe chúng ta có cái dây chằng đe sau. Dây chằng đe sau. Và ngay dưới dây chằng đe sau chúng ta có một cái cấu trúc quan trọng đó là hố đe. Đạp. Đây. Hố đe đạp. Dưới. Nơi là xương của đế tiền bồng nha. Mố về xương đe. Ha. Mố về xương búa. Ok. Và chúng ta thấy phía sau này nó có một cái động mạch, có một cái thần kinh 7, đúng không? Thần kinh 7. Đây là cống phân lớp đoạn 3. Đoạn 3 cống phân lớp. Nó cho là một cái thượng thượng nhĩ. Cho dây thượng nhĩ. Thượng nhĩ này nó đi phía trong cái xương búa mà phía ngoài xương xương đe. Đây. Đây đây, búa đây đúng không? Thượng nhĩ đi đây. Đây. Đúng chưa? Phía trong là siêu đe, bên ngoài siêu búa, thần nhĩ, đây là thần kinh 7. Nhánh thần nhĩ đi, nhìn từ trong ra ngoài nha. Thì cái này là, đây là cái búa, đây là sướng. Mối dài siêu đe, mối dài siêu búa, nó nằm như thế này. Tức là nó nằm ở bên ngoài siêu đe và bên trong sướng, siêu búa để chạy tới 1/3 trước, trước lưỡi, phụ trách vị giác. Ok. Và ở đây chúng ta nhớ một cái chút khác nữa quan trọng. Đây. Thì chúng ta cắt corona này, cắt cái sanita này. Đây sanita, chúng ta nhìn vô từ trong đây, từ ngoài nhìn vô. Phức hợp bên trên là cái ống bán khuyên ngoài. Ống bán khuyên ngoài. Bên dưới là thần kinh, tức là cống phân lớp đoạn 2, cống phân lớp tức là thần kinh số 7 đoạn 2, cái đoạn nhĩ. Đúng chưa? Bên dưới đoạn nhĩ này, thần kinh 7 này là cái cửa sổ vào bầu nhục. Nhắc lại này. Đây là cái ống bán khuyên ngoài. Chúng ta nhìn từ ngoài nhìn vô. Thẳng nhìn thẳng vô luôn. Thì trong bên trên đó chính là ống bán khuyên ngoài nằm ở thượng nhĩ. Dưới ống bán khuyên ngoài đó chính là cống phân lớp đoạn 2, tức là thần kinh 7 đoạn 2. Dưới thần kinh 7 đoạn 2 đó chính là cửa sổ bầu dục. Trong cửa sổ bầu dục có đế bạn và đạt, đúng không? Nhớ chưa? Như vậy chúng ta có một phức hợp, luôn luôn nhớ phức hợp, đọc trên CT nhớ phức hợp. Bên trên là ống tai, ống bán khuyên ngoài. Bên dưới là thần kinh số 7, thần kinh 7 đoạn 2, nha, tức là tympanic segment đoạn 2 của thần kinh số 7, nằm thần trong của hồng nhĩ. Chúng ta nhìn vô đây, thấy thần trong của hồng nhĩ. Và bên dưới là cái lỗ cơ sở bầu dục. Bên trong cái sở bầu dục có đế bạn và đạt. Đây là một phức hợp mà phải nhớ ha, khi chúng ta đọc luôn. Bên trên là ông bán quyền ngoài. Bên dưới thì kinh 7, bên dưới là đế bạc đạo. À, kia là cửa sổ bầu dục, trong đó có cái đế bạc đạo. Ok. Và từ đây chạy về phía trước, đó chính là cái vòi nhĩ. Trong đó có cơ căn màng nhĩ. Đây này. Từ chỗ này này, ngay chỗ này có cái xương đầu xương búa, nó gắn đầu xương búa. Kéo ra, đây là vòi nhĩ. Và có cơ căn, gọi là cơ căn màng nhĩ hay là cơ búa hay là cơ căn màng nhĩ đều như nhau nhá. Ok, nhớ phức hợp này nhá. Và thần kinh 7 thốt ra cái lỗ gì đây? Bên dưới này đó chính là lỗ trăm chưởng. Bên dưới này phía dưới là lỗ trăm chưởng. Đây là đoạn 3 thần kinh 7 nha, đoạn 3. Rồi tiếp bắt đầu vô. Tôi thì cũng nước này.
Chưa để thầy chớ canh để em để lên thử nó cái ngoài cái nóng nóng này. Để coi chừng cái nóng canh kia. Không nóng. Nóng không? Nóng vậy mà thầy quên. Quá ngọt. Tuổi già cái này nó thích chưa được. Bia rượu là nó thích được. Rồi, tiếp tục bắt đầu. Ha. Chúng ta bắt đầu từ mặt cấp ASEAN. Mặt cấp ASEAN. Đúng chưa? Mặt cấp ASEAN có nghĩa là chúng ta cắt ngang đây nha. Được không? Chặt, chặt. Chúng ta chặt được trên. Chặt, 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 chặt. Đúng không? Tức là chúng ta thẳng góc với sướng, với mặt phản tác. Đó là ASEAN. Chúng ta cắt từ trên xuống dưới. Ok? Đúng biết chưa? Rồi chúng ta có hai mặt cắt, ba mặt cắt. Đầu tiên là cắt ASEAN. Từ trên xuống dưới. Ok, đọc, tiếp tục. Rồi, từ trên xuống dưới thì chúng ta gặp cái gì trước? Hồi nãy nói rồi, ống bán khuyên là vị trí cao, cao nhất. Mà đầu tiên là ống bán khuyên trên. Chúng ta có ba ống bán khuyên đúng không? Một cái ống bán khuyên trên, đây, ống bán khuyên trên. Thứ hai, chúng ta có ống bán khuyên ngoài. Đây. Và chúng ta có ống bán khuyên sau. Đây. Ống bán khuyên trước, ống bán khuyên sau nằm trên một bình diện thẳng góc. Đây trước, đây sau. Nó sẽ tạo với cái mặt phẳng xa đi tan có 45 độ. Ống bán khuyên trước, ống bán khuyên sau thẳng góc với nhau. Bây giờ, thẳng góc không? Trên bình diện thẳng góc. Và ống bán khuyên ngoài. Nè. Ok. Vậy sau mình nó chéo dưới xíu nha, chứ không phải là mà chéo dưới xíu. Và ông bán quyền, ông bán quyền nghe. Ba bán quyền này thẳng góc nhau từng đôi một. Ba cái này thẳng góc nhau từng đôi một. Nhờ đó mà chúng ta thăng bằng trong tất cả 360 độ. Đó, ok. Như vậy thì từ đây chúng ta cắt xuống. Nguyên tắc luôn luôn, người ta cắt con, cắt kỹ thuật viên cắt từ đây xuống dưới. Rồi, vậy thì thấy đầu tiên là cái gì? Ông bán phiên trên. Ông bán phiên trên hạ cái dòng này. Cái này. Ông bán phiên trên hạ dòng. Cắt ngang cái là sao? Thấy hai cái lỗ. Hai cái lỗ. Đây, đây, đây là cái ống cao su này. Để cái này thì cắt ngang cái thấy hai cái lỗ liền đúng không? Ok. Thấy không? Một lỗ, hai lỗ. Đó là ống bán phiên trên. Hiểu như vậy thì mới làm được, phải không? Bằng không thì chả biết gì cả. Ống bán khuyên trên chúng ta cắt từ trên xuống dưới. Hai cái lỗ của ống bán khuyên trên. Còn bên trên này là cái rãnh nha. Đây là cái rãnh của xi lá. Bên trên, đây còn bộ xi lá này. Đây là cái phần trai xương thái. Xương thái dương, đây, đây. Phần trai này. Phần trai xương thái dương. Phần trai của rồi đây, bên trên này là phần trai của siêu thái dương đúng chưa? Đây là cái tế bào trưởng, đây là siêu đá. Chúng ta có một cái vách này, một cái vách nè, nó có vách dài. Cái vết dày này tôi gọi là vết cột nơ. Vết cột nơ K-O-R N-A-R cột nơ. Là cái vết đó là nơi tiếp giáp giữa xương đá và xương phần trai xương thái dương. Phần trai xương thái dương tiếp giáp với xương đá, phần đá bằng một cái vết gọi là vết cột nơ. Dĩ nhiên hai cái giúp nhau phải có một chỗ cái bản lề. Bản lề đó chính là vết cột nơ dài nhất, cái nào có thấy dài nhất đó chính là vết cột nơ. Ok. Rồi, đây là ống bán khuyên trên nha. Đây là các tế bào của xương đá, gọi tắt là tế bào trưởng, vì nó thuộc về xương trưởng, xương thái dương. Rồi, cắt xíu xíu nữa. Về xíu nha, tôi liên tục về xíu dưới. Chúng ta vẫn thấy được hai cái ống bán khuyên trên, đúng không? Chúng ta vẫn thấy được hai ống bán khuyên trên. Superior Cervicular Canal. Ống bán khuyên trên. Đúng chưa?
Và đây là cái rãnh của cái xoong đá sao. Cái rãnh của xoong đá sao. Thì cái này không quan trọng, bỏ đi. Nhớ nè, nhớ, nhắc tới nhắc luôn. Có vết cộng đờ. Các tế bào của sinh đá, đáy sinh đá, đỉnh sinh đá. Rồi, cắt tiếp xíu một xíu nữa. Thì mình đến sẽ thấy là nó đi từ từ như vậy. Ở đây, hồi nãy chúng ta, các bên trên, là chúng ta đi ngang của ống bá quyền. Ống bá quyền trên. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi là xuống xíu nữa. Thì nó có sự khác biệt. Ở đây là ống đại tràng. Ống đại tràng. Ha. Hồi nãy chúng ta chưa thấy cái ống đại tràng đúng không? Chưa. Chúng ta chưa thấy ống đại tràng. Bây giờ cắt chút xíu nữa, chúng ta mới phát hiện ra đây là cái ống đại tràng. Đây là cái mốc ống đại tràng. Ống đại tràng chứa cái gì? Thứ nhất, động mạch cái tràng. Thứ hai, thần kinh tiền đình trên dưới. Thứ ba, thần kinh số 7. Như vậy là bốn cái cấu trúc. Thứ nhất là một, động mạch cánh trong. Thứ hai, tiền đình trên dưới. Và thứ ba, thần kinh số 7. Là bốn cấu trúc. Đây là ống đại tràng. Ống đại tràng chứa thần kinh số 7. Đây, xem này. Từ bên trong này, từ thang não, thần kinh số 7 chui ra khỏi cái ống đại tràng. Đi theo một đường. Đúng không? Cái đường trên mờ mờ lên. Đó, đây, đi lên. Đi tới đây. Thì cái đường này này, ta gọi là đoạn mê nhĩ thần kinh 7. Cái đường cong cong này. Đó, đoạn mê nhĩ thần kinh 7. Giới hạn phía trước là ốc. Ốc tài. Ốc tài. Và giới hạn phía sau là tiền. Tiền đình. Như vậy, tiền đình phía sau, ốc tai phía trước, ở giữa là ống tai trong, và ở giữa đi tiếp nữa, đó chính là đường đi thần kinh số 7. Đoạn này nằm giữa tiền đình phía trước, ốc tai phía trước, tiền đình phía sau, ta gọi là đoạn mê nhĩ của thần kinh số 7. Mê nhĩ có nghĩa là nằm giữa hai cái này. Đó. Mờ mờ. Thứ nhất nha, đoạn mê nhĩ. Đoạn số 2 là từ mê nhĩ nó quẹ lên phía trước. Lên phía trước, nó quẹ lên phía trước, quẹ phía trước. Nó quẹ phía trước xong rồi nó cong người phía sau. Nó quẹ phía trước, nó cong người phía sau. Nó quẹ phía trước, cong phía sau. Đấy, thì cái đoạn này nè, quẹ về phía trước và cong phía sau. Cái đoạn quẹ phía trước, cong phía sau, ta gọi là khủy một. Khủy một, first generation. Khủy số 1. Khủy 1. Đây là nơi cholesterol hoặc chấn thương thì chỗ này bị ha, chỗ này chú ý. Cho nên khi mà bị cholesterol hoặc bị chấn thương lên thì cái 7 chúng ta mở ra ngay chỗ này. Ngay khủy số 1. Nhớ chưa? Khủy mà bị kẹt cái này này, móc này phía trước quay lên phía sau. Nhớ chưa? Cái chỗ này tôi là khủy. Khủy số 1. Khủy số 1, thần kinh số 7. Tại đây này, nó cho được cái nhánh. Nhánh gọi là thần kinh đá lớn nông. Thần kinh đá lớn nông. Ok. Như vậy là khủy 1. Từ khủy 1 nó chạy dài ra phía sau. Và hướng về xuống dưới. Ta gọi là đoạn 2, thần kinh 7. Hồi nãy chúng ta có đoạn 1. Bây giờ chúng ta có đoạn 2. Đoạn 2 là áp sát vào cái ốc tai và tiền đình. Nhớ chưa? Hồi nãy nhớ gì? Hồi nãy là chúng ta bên trên là ống bá quyền. Bá quyền ngoài. Bên dưới là cống thần kinh số 7. Bên dưới nữa là cửa sổ bầu dục. Hồi nãy nói rồi. Đây, nhắc lại bài. Thầy nói như bên trên là ống bán quyền, quyền ngoài. Bên dưới là thần kinh số 7. Bên dưới nữa là cửa sổ bầu dục. Đúng như nhớ không? Rồi, đây. Như vậy thì chúng ta thấy là ốc tai. Ốc tai. Ống bán quyền ngoài. Ống bán quyền ngoài. Đây là mặt cắt bên trên cùng. Đây là ống bán quyền ngoài. Thần kinh 7 nằm bên dưới ống bán quyền.
bên ngoài chạy bên dưới ra thành cái bãi đồ than này, rồi bên dưới, bên trên là cái ống bắp bên ngoài, bên dưới là thần kinh đoạn 2, thần kinh số 7, nhớ chưa? Vậy đoạn 1 là đoạn đen đen này, nằm giữa ốc tai và tiền đình. Quẻ phía trước là khủy một, từ phía trước đi ngược về phía sau, nó ôm sát vào cái tiền đình, ống bắp bên ngoài, và nằm dưới ống bắp bên ngoài. Đó, đoạn 2 thì như vậy. Nhớ chưa? Thì vậy thì nếu chỗ này này, lát nữa chúng ta cắt ngang qua ASEAN. Đây là Corinan, thấy không? Corinan, ở đây là ASEAN. Vì chúng ta cắt Corinan, cắt ngược lại, có nghĩa chúng ta sẽ thấy được thần kinh 7 là mấy đoạn? Hai khủy này này. Nếu chúng ta cắt ngang là chúng ta thấy mấy lỗ? Hai lỗ. Đúng không? Lát sẽ thấy hình này. Nhưng mà nói trước, đây là thủy một, đây là mặt cắt của ASEAN. Nếu chúng ta cắt cái mặt cắt đây là ASEAN, chúng ta cắt mặt cắt Corinan thì chúng ta thấy được hai cái lỗ. Nhớ chưa? Lát nói, nhưng mà nhắc trước. Vậy thì chúng ta có thủy một, đoạn 2 thần kinh 7, và đây là cái ống bán phía ngoài. Nhìn kỹ đây, ở đây chúng ta thấy có gì? Thượng nhĩ. Thấy không? Thượng nhĩ màu đen này. Cái chỗ eo này đó chính là cái gì? Sao đảo. Mà sao đảo nó bung ra, tôi gọi là sao bảo. Vậy thì thượng nhĩ, sao đảo, sao bảo là rồi sau đó lan tỏa tới tất cả các cái tế bào dưỡng, ok. Như vậy đây là một hệ thống của tế bào dưỡng. Nhớ giờ nhắc lại này, mặt cắt qua ống máu, qua cái ống bên trong, chúng ta thấy được thượng nhĩ từ phần trên đó nha, phần trên hồi nãy nữa rồi, đầu búa, thấy không? Bên đây là thân, thân đen hồi nãy nữa rồi, thượng nhĩ chúng ta có được đầu búa, thân đe và mấu ngắn xương xương đe. Hai cái này khớp nhau bởi gọi là khớp đe búa đe, đúng chưa? Khớp búa đe, đầu búa, thân đe, mấu ngắn xương đe, và hai cái này khớp nhau bởi một cái khớp gọi là khớp búa đe, chứ không phải là một khớp quặt dịch. Vì vậy nó rất là dễ bị viêm khớp dẫn tới cứng khớp và nghe kém ha. Rồi cái này này, cái phức hợp này này, cái gọi là gì? Để dễ nhớ. Đây là phức hợp. Hồi nãy nó rồi hết chưa không? Thành đây là ống tai, ống tai trong, nhắc lại ống tai trong. Đây độ một thần kinh 7, qua đây cái khủy một khủy trước, và đây là độ 2 thần kinh số 7 nằm bên dưới cái ống bán huyền ngoài, đúng chưa? Rồi, nhìn kỹ, ống bán phía ngoài được định vị bằng cái gì? Nhìn thẳng qua bên, nó nằm ngang với cái phức hợp búa đè. Cái này gọi là phức hợp búa đè. Ok, cái câu hỏi gì đây? What do the structure in the box resemble? Cái cấu trúc nằm trong cái hộp này nè, giống như cái gì? Ice cream cone, tức là nấu kem, đúng không? Giống như nó cái kem, ice cream cone, nó kem. Vậy nó kem là gì? Nó kem hình này là bên trên là đầu búa, bên dưới là thân đe, và sau cùng là cái mấu ngắn xương đe. Đó được gọi là ice cream cone. Một dấu hiệu để chúng ta nhìn nhận đây là phức hợp búa đe, nằm ở thượng nhĩ. Khi chúng ta nhìn thấy phức hợp này, có nghĩa là xương hoàn toàn bình thường. Khi chúng ta thấy cái cấu trúc này này, thì chúng ta kết luận là hệ thống xương của hộp nhĩ là bình thường. Dù nó có bệnh lý, nha, dù nó có viêm, nhưng mà thấy được nó thì coi như tai có viêm, nhưng mà hệ thống xương không bị quỷ. Nắm chưa? Chỉnh nhắc lại, đây là thượng nhĩ. Đây là
sao đạo. Đây là sao? Sao bào. Đây là tế bào. Tế bào chùm. Các tế bào chùm rất lớn, không thương và liên kết với nhau bởi các vách tế tế bào. Ở đây thì gọi là tế bào chùm thông khí tốt. Thông khí tốt chứ không phải phát triển tốt nha. Các tế bào chùm này thông khí tốt. Ok. Ventilation, good ventilation. Phía trước này chính là ốc. Ốc tài. Phía trước ống tài trong là ốc tài. Phía sau ống tài trong nó chính là tiền. Tiền đình. Máy ngoài này đó chính là cái ống bán khuyên ngoài. Đúng chưa? Ống bán khuyên ngoài. Phía sau này nè, đây gọi là ống bán khuyên sau. Ống bán khuyên sau. Bên trong đối diện với phức hợp lỗ trong phức hợp búa đe, đó chính là ống bán khuyên ngoài. Và thần kinh đoạn 2 thần kinh số 7 nằm bên dưới nó. Vậy nhớ là phức hợp nha, luôn luôn phải nhớ là phức hợp. Là bên trên là ống bán khuyên ngoài, bên dưới là thần kinh số 7. Chúng ta cắt xíu nữa, chúng ta sẽ thấy được là cửa sổ bộ nhiệt. Ở đây chúng ta cắt chưa tới cửa sổ bộ nhiệt, đúng không? Bên trên là, nếu chúng ta thứ tự bên trên là ống bán khuyên ngoài, bên dưới thần kinh số 7, bên dưới nữa nó sẽ là cửa sổ bộ bầu dục. Chúng ta cắt chưa tới cửa sổ bộ dục. Ok. Nắm chưa? Biết vậy mới được chứ không có thể bảo thầy không nói không vậy có biết gì không? Nhắc lại phải thuộc từng nếp nha, từng đoạn. Tiếp tục. Đây là ông bán quyền sạc nha. Ông bán quyền sạc. Rồi. Tiếp tục nữa. Các xíu xíu nữa. Chúng ta sẽ rõ hơn là ông bán quyền. Bây giờ là ông bán quyền sạc. Bên này là ông bán quyền ngoài. Đúng chưa? Nhắc là tên nhắc tới nhắc lùi. Ông tay trọng. Đoạn 1 thần kinh 7. Bây giờ gọi tắt là đoạn 1 ha, đoạn 1 đoạn cái gì á? Đoạn 1 rồi tới đoạn khủy 1, tới khủy 1. Đoạn 2. Ống bán khuyên ngoài đối diện với phức hợp ice cream cone. Phức hợp búa đe. Ice cream cone, đúng không? Đây là đầu búa, thân đe, mô ngăn xương đe, khớp đe đạp. Nó gọi là ice cream cone. Đây là thượng. Vì chúng ta đang cắt bên trên, chúng ta đang cắt bên trên, chúng ta thấy được đầu búa đe này, chúng ta gọi đây là thượng nhĩ, hiểu không? Và sẽ biết thượng nhĩ, anh nói dốc, dạ em biết được, lý do em biết là đầu búa đe nằm trong thượng nhĩ. Còn lát nữa chúng ta không thấy nữa, thì chúng ta sẽ nói là trung nhĩ, mà trung nhĩ có cấu trúc khác, đúng không? Đây là thượng nhĩ, em nói đây là thượng nhĩ này, lý do là em thấy được đầu búa đe. Hai cấu trúc này nằm trong thượng nhĩ. Ok. Rồi thứ hai nữa là cái tiền đình. Ống bán khuyên ngang nằm trong thượng nhĩ. Ống bán khuyên ngang đối diện với cái ice cream cone. Và nó đi liên tục với thần kinh số 7, đoạn 2, thần kinh 7. Đó là thượng nhĩ. Ở đây chúng ta thấy thượng nhĩ là tố cái số đây. Có mời gì không? No. Very good. Tất cả các tế bào dưỡng, very good. Đây là một siêu dưỡng bệnh bình thường. Ok. Đây là ông bác đi sao nha. Nhìn kỹ hai cái này. Một vòng tròn. Hai vòng tròn. Có hai vòng tròn. Một vòng tròn. Hai vòng tròn. Chứa cái này là gọi là chứa dẫn nước, dẫn dịch. Dẫn dịch. Tiếp tục nói là gì? Ok. Cái này thì biết rồi phải không? Không nhắc lại này nữa nha. Bây giờ tập trung chỗ này nè. Cái này nó mới nè. Mới là cái gì? Rồi, mình cho cái này một xíu nó đưa xem. Thấy không? Đây là gì khủy? Khủy 1. Khủy trước là khủy 1 ha. Đây là đoạn. Đoạn 1. Đây là đoạn. Đoạn 2. Nếu chúng ta cắt ngang qua, chúng ta thấy có hai lỗ phải không?
chỗ này nó gọi là khủy số 1. Khủy 1 là nơi phát sinh của động mạch đá lớn, đá lưng đầu, của cái thần kinh đá lưng đầu. Rồi, chúng ta nhắc lại bây giờ, hồi nãy giờ nhớ hết rồi phải không? Nhớ hết chưa? Nhưng mà cái này, chỗ này này, mới, cấu trúc mới, hai cái lỗ này. Đây là ống tay, tay trọng. Đây là bắt đầu đi xuống nha. Vẫn còn ở thượng nhĩ, bắt đầu xuống dưới rồi đó nha. Vậy chỗ này là cái gì đây? Ở đây là cái gì? Ốc. Ốc ta càng xuống dưới thì ốc ta nó càng xuống dưới vào vòng đáy, vòng giữa, vòng đỉnh, đúng không? Chúng ta hồi nãy cắt đi vào vòng đỉnh, bây giờ chúng ta cắt dần dần xuống dưới thì ở đây bắt đầu xuống tới cái vòng giữa. Thôi biết vòng sao thầy nó là vòng giữa, em không biết nó là vòng giữa là cái gì. Vòng giữa là vì hồi nãy em cắt bên trên là cái vòng đỉnh, từ từ cắt xuống thì nó sẽ là vòng giữa, sát đáy thì nó sẽ là vòng đáy, đúng không? Đấy, thì đây là cái vòng giữa. Phía sau là ốc, sau phía sau là tiền đình, phía trước là ốc tai, phía sau là tiền đình. Cấu trúc này vẫn còn nguyên vẹn, bắt đầu xuống dưới đây, xuống sát dưới là có phần xương, cái sào đạo này, có phần xương da lấp này. Rồi, ốc tai. Nghe thì giả thuộc đáo liền, chứ còn mà nhìn vào đây nó rất là khó chịu, phải không? Nhìn. Đọc từng chữ rất khó. Đây là ốc, ốc tai. Phía sau là tiền đình. Bên trong này là ống tai trồng. Bên cạnh chỗ này chúng ta thấy là cái đây là ống bán khuyên sao. Đúng chưa? Ống bán khuyên sao. Thì ống bán khuyên sao, nhắc lại ống bán khuyên sao và ống bán khuyên trước, nó có một trụ chung. Hai cái ống nó đổ vô thành một trụ chung, nó có phễu chung. Và cho nên chúng ta từ cái trụ chung đó nó phát sinh ra một cái cống, gọi là cống tiền đình. Cống đây là trụ chung nè, ống bán khuyên sao nè, bên trên ống bán khuyên trên qua rồi, chỗ này có trụ chung. Từ trụ chung nó phát sinh ra một cái ống, ta gọi là cống tiền đình, vestibular aqueduct là cống tiền đình đổ vào trụ chung. À, cống tiền đình là một cống phát sinh từ trụ chung của ống bán khuyên trước và ống bán khuyên sau. Thứ hai, nó chứa bên trong đó là ống nội dịch. Bên trong cống tiền đình chứa ống nội dịch, nội dung bên trong chứa một ống, ống bằng màng. Bên trong chứa nội dịch, tức là ống nội dịch, và tăng cung bằng cái túi, gọi là túi nội dịch. Cống tiền đình chứa ống nội dịch và tăng cung bằng túi nội dịch, nơi mà nó sẽ điều hòa cái lượng nội dịch. Khi gia tăng cái lượng nội dịch nhiều quá thì nội dịch sẽ chui vào bên trong cái ống nội dịch, nó chui vào trong cái túi nội dịch thì nó giảm áp lực cho tay, cho trong, nó giảm cái tiền đình, chúng ta sẽ không bị ù tai. Khi cái lượng nội dịch nó quá căng, nó quá nhiều, nó không còn chịu chứa nữa, đó là lúc mà tất cả các tế bào di chuyển sẽ ngưng lại không chuyển động. Tế bào di chuyển ngưng không chuyển động thì dẫn tới nghe kén bộ ù tai. Như vậy cống tiền đình là nơi giải phóng cái nội dịch. Nếu nội dịch này ứ nhiều quá, cống tiền đình không còn khả năng nữa thì sẽ dẫn tới tất cả các lông chuyển sẽ ngưng không chuyển động, không chuyển động dẫn tới ù tai nghe kém. Đó là một trong những nguyên nhân. Như vậy để điều trị được ù tai nghe kém, chúng ta giải áp cái túi nội, nội dịch cắt bỏ luôn thì nó chạy luôn, phong phó luôn, dùng cái đó ít chứ làm. Mà chúng ta sẽ tháo nước ra, phải không? Ứ nước, chúng ta tháo nước, nội dịch là bị tháo, ứ nước nội dịch, chúng ta tháo ra là cái gì? Lỡ chịu, nhớ không? Ok, dữ quá rồi. Rồi, đây, nhắc lại ống tài trọng. Đây là cống tiền đình. Cái nơi mà giao lưu giữa cái ống bán khuyên, cái ống bán khuyên sau và ống bán khuyên trên, nó có một cái trụ chung, đó là nơi phát sinh ra cống tiền đình. Hồi nãy nói rồi, nhân tới nó luôn. Chúng ta đang đi xuống thấp dưới, cho nên phần này cái sào đạo là nó có bên trên là một cái lớp xương nó che đè, ha, bên đây sào đạo này
sao đạo bên trên này chính là thượng nhĩ, rồi bên dưới này chính là trung nhĩ. Có phải lớp xương, chúng ta đang đi qua cái lớp xương, chúng ta đang chặt tới cái lớp xương để ngăn cách bên trên là thượng nhĩ, bên dưới là trung nhĩ. Nhưng mà nó vẫn còn liên tục giữa thượng nhĩ, sao đạo, sao bào. Bên trong là ống bán quyền, ống tài trọng. Ở đây là chính là son nam, cầu nam. Độ 1, đây vẫn là độ 2 của thần kinh số số 7, TS tức là Temporis Sigmund đi nha. Độ 2 của số 7, bên này vẫn là ống bán quyền, ống bán quyền ngoài. Thuộc chưa? Nhắc tới chân lưu hoài. Rồi, vậy trong cuộc họp này, what do the structure in the box resemble? Cái cấu trúc nằm bên trong này này nó giống cái gì? Một lỗ nè, hai lỗ nè, thấy hai dụng đầu không? Một dụng đầu nè, màu đen, một dụng đầu màu trắng nè. Cái cấu trúc này nó giống cái gì? Thì đó chính là tiền đình, tiền đình với ống bán quyền phía ngoài, nó cao phía ngoài nè, rồi ống bán quyền ngoài. Ông bán quyền sao? Chỗ này là cống điện, cống tiền đình. Cống tiền đình sẽ đổ vào điện tiền đình, đúng không? Cống tiền đình đổ vào tiền đình, vị trí của nó chính là cái trụ chung của ông bán quyền sao và ông bán quyền trệ. Rồi giống cái gì? Sidery giống như là cái vòng nhẫn với cái tay nhé, đúng không? Giống không? Cụ thể nó giống cái vòng nhẫn không? Cái vòng nhẫn đeo tay nè, nó nhẫn cưới cho em nè, vòng nhẫn đeo vô đây, đeo vô ngón tay, bên trên có nhẫn nè, đây có hộp nè, có hộp sườn mấy ly gì đó, này gọi là nhẫn cưới cho em. Rồi nó gọi là sinerin, vòng nhẫn. Ok, cái vòng nhẫn này đó, nó biểu trưng cho bên trên là sona, bên dưới là cầu cầu nè. Bên trên là sơn nang, bên dưới là cầu nang. Đây là hai cơ quan thạch, thạch nhĩ. Gọi chung là tiền đình, nhưng mà trong đó là hai cái, sơn nang, cầu nang. Chủ yếu là sơn nang, nó chứa các cái thạch nhĩ, tức là hồn sỏi trong tay, sỏi tay, thạch nhĩ. Chính cái thạch nhĩ nó giống như là những cái viên sỏi để nó cân bằng. Mấy cái chiếc tàu đó, đậu ngoài Sài Gòn đó, làm sao? Nó luôn luôn thả hai cái neo đúng không? Nó đậu lại thì phải thả neo xuống. Cái neo ở phía dưới nó nặng lắm nha, nặng lắm. Cái neo ở dưới có móc, nặng lắm. Nó thả dưới nước ấy, để cho gì? Nó cân bằng, nó không có bị chao, đúng không? Thì chính cái sinarin này, sinarin bên phải và sinarin bên trái, hai cái giống như hai cái neo. Vì sao? Nó chứa tồn cái hồng sỏi. Sỏi là nặng nha, nó nặng, cho nên những con sỏi đó, những cái trong cái sinarin này nó gọi là sỏi tai, sỏi tai, thạch nhĩ, thạch nhĩ, sỏi tai, nó tác dụng làm cân bằng. Nếu sỏi tai này mà nó vận động bình thường thì chúng ta sẽ thăng bằng. Nếu sỏi tai một bên mà bị hư thì sao? Chao liền, đúng không? Giống như bánh xe mà mình xẹp một bên chạy sao? Bánh xe trước á, bánh xe bốn bánh á, phía trước xẹp cái hay sao? Bánh xe trước xẹp một bên thì sao? Nó nghiêng một bên cho lắc cái gì? Nếu bánh xe trước một bên mà bị xẹp thì nó sao? Nó nghiêng hẳn một bên liền. Nếu hai bên cùng xẹp thì sao? Chạy được nhưng mà cái dần nó vẫn cân bằng, đúng không? Nếu hai bánh xe trước mà nó xẹp hết thì xe vẫn chạy được, nhưng mà cái gì chứ nó không đi một bên. Vậy thì một bánh xe trước bị hư, bị xẹp, bánh xe kia bình thường, một bánh xẹp ha, thì cái đó là triệu chứng của gì? Chóng mặt. Chóng mặt là tai nạn. Còn hai bánh xe trước cùng bị xẹp hết thì nó cái gì nhưng mà nó có tái, nó không có nghiêng thì tôi gọi là gì? Mất thăng bằng. Cụ thể là gì? Chôn vang lão đạo. Cho nên mấy thằng dậu xỉn á, nó bị rối loạn từ hai bên. Dậu xỉn là rượu cao quá,
nó làm cho tăng áp lực nội sọ, nó tăng áp lực của cái nội dịch, cho nên nó thấy không, đời nó thấy không, nó bị hai bên bằng nhau, cho nên nó nghiêng qua bên này thì vừa nghiêng bên này thì bên kia nó cũng nó lắc trở lại, hiểu chưa? Cái cơ chế bánh xe đó, cái cơ chế bánh xe trước, hai bánh xe mà cùng xẹp thì nó tự dục nhưng mà nó không nghiêng. Còn nếu một bên mà bị xì, một bên vừa nguyên thì nó sẽ nghiêng hẳn kia và nó sẽ té được kia luôn. Vậy thứ nhất, tổn thương từ bên nào thì té ngã phía bên mình đấy, họ té bên nào, bà buổi sáng dậy cái bà quay cái rồi bà nghiêng một té bên nào, dạ mình té bên phải, rồi tổn thương bên phải, nhớ chưa? Còn nếu bị dục té không, không, nó chỉ lắc lư thôi, nó chao đảo thôi, nó trốn tán thôi, nhưng mình không có té thì đó chính là tổn thương tiền đình hai bên, đúng chưa? Tổn thương một bên chóng mặt té rầm, tổn thương hai bên nó chao đảo, bên này vừa kéo qua thì bên kia cứ giật lại, giống như hai bên xe, nhớ nhất là hình ảnh của hai bên xe đều xẹp thì vẫn đi được, nhưng mà nó lắc. Còn một bên là nó nghiêng hẳn bên đi không được, té là không làm được, hiểu chưa? Vậy cơ chế của chóng mặt và chóng ván nó hoàn toàn khác nhau. Một bên là vertigo chóng mặt và bên là dizziness chóng ván. Hai từ này không phân biệt được thì sẽ không điều trị được. Ok. Và nó sẽ dẫn người khác nữa. Chúng ta tập trung ở đây. Rồi, như vậy chúng ta có ở đây, thấy không? Sinarin đúng không? Ở đây số, mình đang thua là số. Số nang, bên đây là cầu. Còn nang, đây là ông bá quyền ngoài. Đúng chưa? Nhất tư, nhất lùi, ông bá quyền ngoài. Bên dưới là thần kinh số 7, là bên dưới nó đó. Chúng ta vẫn chưa cắt cho tới phía bên dưới được cái gì? Là cái cửa sổ bao nhiêu phức hợp bên trên ống bán quyền ngang, bên dưới thần kinh số 7, dưới nữa là cửa sổ bao nhiêu. Ok, chúng ta vẫn tiếp tục đang cắt xuống dưới nào, thần kinh số 7 này. Chưa tới cửa sổ bao nhiêu, chưa tới cắt gì mà chưa tới nữa, tiếp tục cắt coi. Rồi ở đây là phần sao, đúng không? Đây là gì đây? Ốc tai, đúng chưa? Nãy nói rồi, ốc tai nằm trước. Tại sao ốc tai? Vì nó nằm trước ốc tai. Ốc tai trong, ốc tai nằm phía trước ốc tai trong. Và bên này là tiền, tiền đình nằm sau ốc tai trong. Bắt đầu chúng ta xuống dưới, xuống thấp rồi đấy. Ở đây chính là cái gì? Là phần đáy của ốc. Ốc tai bắt đầu đi xuống phần đáy của ốc tai. Phần thấp của ốc tai. Phần thấp của ốc tai chúng ta thấy ở đây có cái gì? Nhìn thẳng vào chúng ta thấy cái gì? Ủ. Ủ nhô. Đúng không? Mỗi lần mấy đứa mà xoa tai sẽ thấy một chỗ ô nè, nhô nè. Thì đó chính là ủ. Ủ nhô. Đây. Ủ nhô. Cái chỗ gồ nè thì gọi là ủ nhô. Ủ nhô. Ở đây cái ủ nhô nó có một cái lỗ. Đây có cái lỗ, thì cái lỗ để thông vào bên trong cái ốc tai, đó chính là cửa sổ tròn. Chỗ này này, cửa sổ tròn, bên trên là cửa sổ tròn này. Nhìn kỹ nha, đây ốc tai này nó kéo dài xuống, nó có một cái móc kéo dài xuống, cuối cái móc đó chính là cửa sổ tròn. Đúng chưa? Cửa sổ tròn. Đây là ủ nhô, vòng đáy ốc tai. Nơi đáy ốc tai nhô vào trong tai giữa. Đây là hõm, hõm nhĩ. Bắt đầu đi xuống như này là cái gì rồi? Chỗ này là chúng ta vẫn còn thượng nhĩ đúng không? Tiếp tục xuống dưới nữa. Bắt đầu tới đâu rồi? Trung nhĩ. Bắt đầu của trung nhĩ nó khác với thượng nhĩ là chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy có hai cái đường xung sao, một đường, hai đường, thấy không? Hai cái dấu phẩy, phải không? Phẩy một cái, đúng không?
hai này được song song không? Thấy không? Phải cái này, phải cái này. Chúng ta thấy có hai đường song song. Đó chính là gì? Máu già của xương búa. Máu già xương búa, máu già xương xương đế. Ok. Khi chúng ta thấy được hai đỉnh này thì chúng ta nói là máu già xương búa, máu già xương đế hoàn toàn bình thường. Có nghĩa là không bị tổn thương. Còn nếu chúng ta không thấy nó, ok, mà toàn bộ hòm nhĩ nó mờ căm thì chúng ta báo là hòm nhĩ mờ, không thấy được cái máu già xương búa, không thấy được máu già xương đe. Vậy tổn thương xương, xương đe, xương búa có khả năng hủy xương. Nguyên nhân cô đến từ đâu? Chúng ta có đôi khi chúng ta phải lý luận nha. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy rõ là máu già xương búa, máu già xương đe còn nguyên vậy. Ok. Bên dưới là dấu chấm đúng không? Thấy dấu chấm không? Chấm đắng. Hai chấm đắng đúng không? Thấy không bây giờ? Dưới thấy không? Rồi bên dưới là hai chấm đắng. Bên trên là hai dấu phẩy. Đó là máu già xương búa, máu già xương đe. Bên dưới có hai chấm đắng. Một chấm, hai chấm. Cái chấm đắng ngoài đó chính là món đạo. Món đạo của siêu đế. Bên trong là chộp bàn đạo. Hồi nãy nói rồi, mõm đậu ôm vào trong cái chỗ bàn bàn đạo, đúng không? Và bây giờ chúng ta nhìn bên dưới đó chính là, bên dưới là mõm, mõm đậu lăng tiên la prase. Và bên dưới là cái chỗ của siêu bàn bàn đạo, head of stabes. Đúng chưa? Khi nhìn thấy được cấu trúc này, ở đây là một cấu trúc vừa xuống dưới trốn trùng nhị, chúng ta được vượt qua cái thượng nhị rồi, chúng ta xuống trùng nhị. Làm chưa? Trùng nhị bằng dấu hiệu gì? Bằng dấu hiệu là hai dấu phẩy và hai điểm đắng. Hai dấu phẩy đó chính là một mối dài búa, mối dài đẹp. Hai chấm bên ngoài này nè, nó chính đè phía ngoài nha. Bên ngoài này nó chính là món đậu, bên trong nó chính là chốt bà đạp. Thấy chưa? Thấy được cái cấu trúc này chúng ta biết chúng ta đang ở trung nhĩ. Thứ hai là các cấu trúc xương ở trung nhĩ very good. Dù để tuần tới nó mờ căm, tức là viêm tai giữa cấp hay viêm tai giữa mạng, nhưng hình ảnh này hoàn toàn độc lập đối với tình trạng viêm. Viêm là việc của xương, viêm là việc của tai giữa. Nhưng mà nếu chúng ta thấy được hình ảnh xương này thì chúng ta biết rằng là viêm không ảnh hưởng đến xương, xương còn nguyên vẹn, nghĩa là không có nguy hiểm, đúng không? Có thể là viêm tai giữa mạng do sơ quá, do tăng sinh niêm mạc, nhưng không ảnh hưởng đến xương, là thấy khỏe rồi, đúng chưa? Nhưng mà nếu không thấy ống xương này thì có nghĩa là cô dừng cô đến tía, hiểu không? Nghe lại không? Học như thế này. Rồi tiếp tục. Cái này là thích dạy cho mấy đứa thôi, chứ còn cái này không có trong chương trình đâu nha. Cái chương trình là cái này không dạy đâu. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Vậy thì ở đây chúng ta vẫn thấy là chúng ta đang ở trốn trung nhĩ, nghĩa là không có sự thông thương giữa trung nhĩ và gì đây? Cái gì? Sao bào. Sao bào. Trong hệ thống siêu dưỡng thấy cái nào vượng nhất thì đó chính là cái sao? Sao bào. Nhưng mà ở đây sao bào được ngăn cách bởi trung nhĩ, bởi một cái vách xương. Đúng chưa? Bởi một cái vách xương mà chúng ta gọi là cầu xương. Cho phẫu thuật chúng ta phải chặt cái cầu ra để chúng ta thông thường là ống tay ngoài. Yeah. Rồi phía sau này, đây là phía sau, phía bắt đầu đi ra phía sau. Chú ý này, đây chính là cái gì đây? Ốc tai. Ở phía đáy ốc tai này chúng ta có cái đáy ốc tai này. Cửa sổ bầu dục. Cửa sổ bầu dục. Cửa sổ tròn. Cửa sổ tròn là đi vào ốc, ốc tai. Chúng ta chích xương nhĩ là chúng ta đưa thuốc vào bên trong hòm nhĩ để
cuốc ngắm vào cửa sổ đồ để đi vào ốc ốc tai để điều trị tình trạng viêm. Tổn thương ốc tai là tổn thương viêm, phần lớn là tổn thương viêm. Vì vậy chúng ta cho corticoid để chống viêm gần như rất hiệu quả nha. Phía dưới này là cái gì? Tĩnh mạch sigma nha. Chúng ta vẫn có thấy đường ống bá huyệt sạc và cống tiền, cống tiền để cống gì vậy vậy, cống tiền. Bây giờ đây hình ảnh của ống bá huyệt sạc xíu thôi. Đúng rồi, xuống nữa đúng không? Để tới đoạn chúng ta đang cắt, hồi nãy chúng ta cắt bên trên thì chúng ta cắt xuống dưới luôn đúng không? Cắt tuốt xuống dưới luôn. Thì chúng ta sẽ đi ngang qua bên dưới này là ổ, ổ vô, ha, ổ vô. Bên này là cửa sổ gì? Tròn. Phía trước là ổ vô, phía sau là cửa sổ tròn. Ok. Bên trên này là nhắc lại cái gì đây? Phức hợp gì? Ống bá huyệt ngang thần kinh số 7 và lỗ cửa sổ bầu bầu dục. Đế bàn đạp nằm trong cửa sổ bầu bầu dục. Bên dưới này là cửa sổ tròn. Cửa sổ tròn nằm phía sau ốc tai. Giờ tôi cho luôn. Phía trước đó chính là cái ống vòi nhĩ chứa cơ canh màng nhĩ, còn gọi là cơ búa. Cơ búa. Đây là vòi nhĩ, trong đó chứa cơ canh màng nhĩ, còn gọi là cơ búa, là vì nó sẽ nối vào cái cổ xương xương búa, cơ cái cơ này nó nối vào cổ xương búa, nó căng cái màng nhĩ ra. Nghe nhỏ quá thì mình phải căng lỗ tai để nghe, căng lỗ tai đó chính là gọi là cơ canh màng nhĩ, nó co trở lại để chúng ta nghe rõ hơn, biết không? Gọi là căng màng nhĩ. Rồi, đây, mới nói đấy. Ở đây là cái thần, đây là cái ống của động mạch cảnh trong. Ống động mạch cảnh trong, thế là động mạch cảnh trong. Đây là ống chứa động mạch cảnh trong. Đây là phía trước nha, đây là phía trước. Đây là lỗ vòi nhĩ. Phía trước của hồn nhĩ, trong cái ống, trong cái ống này có một cái cơ gọi là cơ gan màng nhĩ, là cái cơ này mờ này, cơ gan màng nhĩ. Cơ này nó chạy ra cho tới bờ dưới của cái ụ nhô. Chỗ này có một vị trí nó gọi là mõm hình ốc. Chỗ này nó bám vào mõm hình ốc. Cốc đi vô, reform process, mõm hình ốc. Từ mõm hình ốc, nó cho được cái cơ bám vào cổ xương búa. Thấy xương búa không? Cổ xương búa. Ta gọi là cơ canh màng nhĩ. Hay là cơ búa. À, cơ búa. Ok. Còn gì nữa? Tiếp tục bên này vẫn là ốc. Ốc tai, chúng ta thấy rõ hơn cái cửa sổ tròn. Rồi xuống dưới nữa, đang tôi vẽ càng lúc càng xuống dưới đúng không? Càng xuống dưới, thì đây là gì? Ổ vô và sát là cửa sổ tròn. Hồi nãy bên trên cửa sổ tròn chưa rõ, bây giờ xuống dưới rõ hơn nữa. Nha. Rồi ốc tai. Cửa sổ tròn ở đây, ốc tai này ngay cái này, thấy lỗ không? Đây cái lỗ này chính là cửa sổ tròn. Cửa sổ tròn được đậy lại bởi một cái màng cửa sổ tròn, bởi một cái màng, tôi gọi là màng bán thẩm. Cửa sổ tròn được đậy lại bởi cái màng bán thẩm này, đúng là cửa sổ tròn. Cái bán thẩm là sao? Bán thẩm tức là từ bên ngoài chui vô được, nhưng bên ngoài không chui được, ở bên trong không chui được ngoài, tôi gọi là bán thẩm. Thì chúng ta chích thuốc vô hộp nhĩ thì nó sẽ chui vô,
nhưng mà nó không, khi những cái gì bên trong này nó không chui ra được, tôi gọi là bát thẩm nha. Rồi bắt đầu thấm dưới ấy, thì chúng ta thấy một ụ, ụ là ụ cao nhất này, có ụ cao nhất, cái ụ cao nhất là nơi phát sinh của bờ dưới mà nhĩ, chỗ này này, nơi phát sinh của bờ dưới mà nhĩ, tức là khung nhĩ, có khung nhĩ là cao nhất này, có khung nhĩ và cái mà nhĩ kéo lên, bờ dưới của mà nhĩ là ngay khung nhĩ đằng đây, này. Sát cái khung nhĩ này, mà phía ngoài một chút, sát khung nhĩ này phía ngoài một chút thấy có lỗ không? Thì muốn lên chỉ một lỗ, thấy lỗ không? Thấy không? Đây lỗ này trắng trắng này, thấy không? Tất cả là màu trắng, ở giữa có lỗ màu đen, thấy không? Thấy không? Đúng không? Khi sát, khi chúng ta cắt ASEAN, cắt sát dưới, chúng ta sẽ gặp một cái G. Một cái G. Ống tay ngoài, thấy có một chỗ điểm cao, cái G. Cái G đó là nơi phát sinh của bờ dưới của màng, màng nhĩ. Từ bờ dưới màng nhĩ nhìn ra phía ngoài một xíu, nhích ra phía ngoài một xíu. Này là, đây là cái màng nhĩ này, kéo lên này. Thì bờ nhích ra ngoài dưới một xíu, chúng ta thấy có lỗ. Mà xung quanh là một trái bốc à, có một lỗ trò. Đó là đoạn 3 của cống phán, phần đó, tức là thần kinh số, số 7. Cho nên mấy đứa mà khòe, ở đây này, ống tay ngoài, cái này, bờ dưới tay ngoài này, bờ dưới ống tay, tay ngoài nhìn vô, bờ dưới tay ngoài, đây là màng, màng nhĩ, phía ngoài màng nhĩ, nó nằm ngay phía ngoài bên dưới cái màng nhĩ này, đây là màng nhĩ này, phía ngoài màng nhĩ có lỗ này, đó là đoạn 3, bắt đầu của đoạn 3 của phần đó. Mấy đứa mà lấy khòe đó, tưởng là ống ra ngoài không sao đâu, không có đâu. Ngay phía sau đó, dưới đó, đó chính là đường đi thần kinh số, số 7, đoạn 3 thần kinh 7, bắt đầu đi xuống. Khòe và móc chúng nó một cái, coi như là móc là tưởng là đồ dơ, ngồi móc kỹ đó nha. Ngồi móc rất là kỹ lưỡng. Tức là dĩ nhiên nó luôn luôn có lớp xương, nhưng mà lúc này nó viêm. Nó viêm, rồi là nó phù nè lên, nó có lớp da đầy lại. Mà mấy đứa thấy lớp da đầy lại, cho nó dơ quá đi. Móc tất cho nó sạch. Cho nên là cô như cái đè vô thì khi bảy móc cho nó hết. Sau khi móc xong thấy nó bị méo xẹo. Nó méo tại chỗ luôn. Nhớ chưa? Nghĩa là ngay ống tay ngoài có một cấu trúc cực kỳ quan trọng. Đó là bắt đầu đoạn 3 thần kinh số, số 7. Cẩn trọng trong khi rửa tay, đừng có đụng vào cái bờ dưới và bờ sau của nó, ống tay ngoài nha. Bờ dưới, phía sau của ống tay ngoài. Thì ở đó chúng ta biết có một cái lỗ, đó là có một cái cống thần kinh số 7 đi xuống đó, chui lên đi xuống. Nhớ chưa? Rồi ở đây chính là cái vòi, vòi nhĩ. Trong vòi nhĩ nó có một cơ thấy không, mờ mờ thấy không? Nguyên cái này là vòi nhĩ nè. Thì ở đây nó có xương nhĩ nè, xương của cái ống vòi nhĩ nè. Trong này nó chứa một cơ, cơ căng màng nhĩ. Còn gọi là cơ búa. Cơ này có tác dụng gì? Khi nó nhỏ quá thì nó sẽ co lại, làm cho ta có lực mà chúng ta nghe rõ hơn. Đó là cơ căng màng nhĩ. Ngược với cái cơ bằng đạp là khi chúng ta nó lớn quá thì nó sẽ co lại để giảm âm thanh xuống. Ta gọi là co, cơ co bằng đạp, cơ giảm âm. Cũng cái cơ này là cơ tăng âm, đúng không? Cơ tăng âm. Ok. Hai dấu chấm thấy không? Hai dấu chấm ở dưới không? Dấu chấm gì đây? Đó là hai cái điểm cuối cùng của cái mối về xuống búa và mối về xuống. Xin ra dấu chấm điểm cuối này, cắt ngang qua điểm cuối này. Ok. Rồi đây là promontory, giờ thấy rõ nữa. Đây là cái cửa sổ tròn, đúng không? Cửa sổ tròn có lỗ này, nó giống như con mấu, giống như con mấu của con ngựa này. Mấu là cái nó có miệng này, thì đó chính là cửa sổ tròn. Tế bào gì đây?
sao vào sao vào hiểu chưa sao vào nhắc lại nhìn vào tế bào chụm thấy cái tế bào là bự nhất thì đó chính là sao sao vào cỡ này sao vào ha sao vào thì là tế bào ở trung tâm bự nhất ổn định nhất và đó là cái mốc để chúng ta nghiên cứu cho những cấu trúc sinh vật ha. Trở lại chỗ này gì đây đây là ống công phân đốc độ 3 thần kinh số 7 đúng chưa công phân đốc thần kinh số 3 thần kinh 7 nó cho ra một cái lỗ nhỏ cho ra một cái lỗ nhỏ là cột đa tên ba tên ba này thường nhĩ thần kinh 7 nó ở độ sau nó hai nhánh một nhánh là thường nhĩ cột đa tên ba đi phụ trách cái vị giác và nhánh thứ hai là thần kinh bàn đạp để co xương bàn đạp khi nó lớn quá nó co lại cho nhỏ nghe lớn cho nhỏ nghe nhỏ lại vậy ở đoạn sau này có hai thần kinh co nha hai nhánh của thần kinh bảy đó là cột đa tê ba trên màn hình chỗ này nó có ba cái lỗ nhìn kỹ coi một lỗ hai lỗ ba lỗ lỗ bự á là thần kinh bảy còn hai cái lỗ bên ngoài là cột đa tê ba lỗ bên trong đó chính là bàn đạp lời thoát thần kinh alo xíu đưa lá về anh đưa về anh đưa về lá về thấy cái lỗ giờ thấy lỗ chỗ đó cái phức hợp chỗ này gồm ba cái lỗ nha hơi bị xa quá rồi ở đây nó có ba cái lỗ một lỗ bự rồi cái lỗ trước lỗ sau à, lỗ ngoài lỗ trong nhé một lỗ bự nè rồi có một lỗ nhỏ ngoài một lỗ nhỏ trong ba phức hợp ba lỗ cái lỗ nhắc lại này cống phân lớp là cái chỗ nó dài nhất cái cống phân lớp là nó được bảo vệ bởi một cái thành dài nhất trắng bốc nó là xương mà nó dày nhất trắng bốc thì đó chính là cống phân lớp hiểu chưa đây nhìn vô để lát nó mới đứng lên mình hơi bị mờ sao quá mà cái này đây ông thầy đúng rồi một hai ba ba cái lỗ cái lỗ là bự nhất mà cái lỗ nào nó được là bảo bọc bởi một cái lớp dày canxi đó là cấu phân lớp và hai cái lỗ nhỏ hai bên đó chính là một cái cột đa tê mani ở dưới này ở phía trước ở phía ngoài còn cái lỗ bên trong nó chính là nhánh cái thần kinh bàn đạp chỗ này có gọi là phức hợp ba lỗ đó là lỗ của thần kinh bảy lỗ độ ba thần kinh bảy lỗ của cột đa tê mani và lỗ của cái nerve to stabet n nerve to stabet tức là thần kinh đi đến cái cơ bản bàn đạp ok nhớ chưa cái chỗ mà trắng bóc này vì nó tập hợp ba cái lỗ mà mỗi lỗ nó được bao bọc bởi một lớp xương rất dày cho nên nó trắng bóc bây giờ thấy không nguyên khối trắng bóc luôn là đây là xương đây là xương đây là ốc ốc tai còn xương cuối dưới luôn thấy không ốc tai nằm thấp xuống dưới và nằm về phía cái gì trước tiền đình nằm phía sau nào ốc tai tiền đình nằm phía sau ốc tai trước tiền đình nằm phía sau đúng chưa nhưng mà chúng ta đang cắt từ ASEAN từ phía dưới thì phía đây là phía trước đây là phía sau ốc tai nhắc lại ốc tai là một cái xương cứng nhất của cơ thể ốc tai là xương cứng nhất của cơ thể độ cứng nó bằng ngà voi tức là cái xương ốc tai nó cứng như ngà voi hiểu chưa mà như vậy mà sao nếu mà chấn thương mà vỡ xương ốc tai thì coi như là quá nặng đứt bông học sao nổi vì ngà voi mà vỡ thì tất cả cấu trúc này nó vỡ đau rồi tiếp tục nhớ nha đây là phức hợp ba lỗ lỗ của ống thần kinh có một lớp số 7 ống của cột đa tê ba ni thường nhĩ và ống của thần kinh bàn đạp ha ba ống nó trắng bóc luôn rồi đây là ống tài đây là ụ vô đây là cái vòi nhĩ nãy đấy cái vòi nhĩ vẫn còn đúng chưa
Đây là số, đây là gì? Ông bá khuyên. Ông bá khuyên sao? Chỗ này là cái gì đây? Mới còn gì nữa? Công tiền. Nó chạy dài phía sau nữa. Xuống dưới nó có chỗ này này, nó có một túi. Nếu nó phình ra thì một túi nó gì? Đó là chậm đó mình đi nha. Rồi tiếp tục. Càng rõ nữa nha. Lỗ bạ, lỗ tròn, cửa sổ tròn. Gọi rồi nhỉ. Chúng ta đang xuống thấp, rất thấp. Chúng ta đang ở vùng hạ, hạ nhỉ. Có nghĩa là toàn bộ xương không thấy gì cả đúng không? Các xương co không còn thấy gì hết á. Ở đây là vùng hạ nhỉ. Đây là cái gì? Xào bào. Và các tế bào dưỡng. Các tế bào dưỡng này không khí very, very good. Đúng không? Nhắc lại chỗ này, chú ý như này. Bắt đầu chúng ta đi xuống dưới. Khi xuống dưới chúng ta thấy đây là cái mặt sau phải không? Mặt sau này, chỗ này là cái gì? Phức hợp ba lỗ. Đúng không? Phức hợp ba lỗ. Cho nên mấy đứa mà cào cào móc móc cái này là coi chừng nó liệt mẹ luôn. Yeah. Rồi, đây là thành thành sao. Thành sao. Thành sao nó có những cái hay đó. Bây giờ tôi tập trung vào thành sao đó nha. Chúng ta mổ đó, bị hồi trước mổ đó, muốn đi vào thành sao chỗ này là chúng ta đi từ đây. Chúng ta đục cái lỗ từ đây, xuyên thẳng vô. À, từ ngoài, xuyên vô trong. Thì nó đụng tới này, nó đụng cái đường đi này. Bây giờ là chúng ta, sau nội soi, chúng ta đi từ đây, vô thẳng từ chỗ luôn. Với ống 70 độ, đi thẳng vô luôn, tới từ chỗ luôn. Nhìn thẳng bưng luôn khỏi cái đục nữa, khỏi đục đít nữa. Sau khi bổ siêu rồi, bây giờ là không có chuyện mà vén nó lại lên, bổ tùm lum la, nặng nề rồi, băng bó tùm lum tung. Bây giờ nó bổ trong này đi chút xíu rồi nó nhét một cục bông vô xong. Bây giờ tôi gọi là phẫu thuật. Hồi trước tôi gọi là khoét rộng đá dũng. Đúng không? Khoét rộng đá dũng. Rồi là mở sợ bào thượng nhĩ. Chặt cầu hạ tường đủ trò. Nghe ơn chặt cầu hạ tường ghê. Còn bây giờ ta giữa quan điểm mới nhất đó là gì? Là phẫu thuật nội soi chức năng tai giữa. Chúng ta có phẫu thuật nội soi chức năng mũi soi functional endoscopic surgery. Bây giờ là phẫu thuật nội soi chức năng tai giữa mới nhất. Chỉ bằng phẫu thuật là chỉ bằng mấy cái móc mấy cái được ông thông mà không làm được, mà chúng ta lấy tất cả cái cấu trúc này này tôi gọi là phẫu thuật nội soi chức năng tai giữa. Hồi trước là phép phải không? FESF đó là phẫu thuật nội soi chức năng mũi soi. Bây giờ FETS cũng vậy mà TS thay vì SS là TS functional endoscopic tympanic. Phẫu thuật nội soi chức năng tai giữa. Bây giờ mổ tai giữa giống như một trò chơi, giống bây giờ là mũi xương á, bóc bóc mấy cái thì không có đục, không có khoan, không có đục giống ngày xưa. Cả ống cả dụng cụ đi trong ngón tay. Tất cả của ống tay hết. Nếu như vậy lúc đó mà nhĩ chúng ta banh mà nhĩ là nó thủng mẹ mà nhĩ rồi, chúng ta coi như là đi xuyên qua mà nhĩ đi vô trong luôn. Đấy. Đi xíu mà nhí ra đây, đây này, ra vô. Mà nhí đây này, chúng ta xíu vào đây. Với cái ống 70 độ, nhìn thẳng được. Được không? Quá được. Chúng ta gấp toàn bộ ra, cái gì mọi người gấp ra. Được chưa? Đúng rồi, bây giờ là cô lấy tư tôn đi trên này luôn. Tức là vô thấy là chắc luôn nguyên khối trời ra này. Là cô nhận đưa ống hút vô hút. Nếu mà nó dính cũng cứng quá, chúng ta dùng cái móc, móc nhẹ lên. Sau chúng ta cho hút vô hút. Thế bây giờ gọi là phẫu thuật nội soi chức năng tai giữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi đi lên thượng nhĩ thì gồm có 3 cái eo nhĩ. Chúng ta đơn giản là vì sao? Là vì nó bị nghẹt 3 cái eo. Từ trung nhĩ đến thượng nhĩ có 3 cái eo. Eo nhĩ trước, eo nhĩ sau và eo nhĩ phụ. Ba nhĩ chúng ta chỉ cần chọc thủng luôn, giống như là đi vô trong xô đấy,
mở cái xô rộng thôi, mở rộng cái lỗ xô ra, và chúng ta mở rộng cái lỗ, còn gì lỗ thượng nhĩ, thay vì lỗ xô thì là lỗ thượng nhĩ, mở rộng nó thôi, dùng cái đầu dò xoáy nhẹ nữa. Ok, đó là việc khác ha. Rồi. Nhưng mà học cái này để biết được nha. Rồi. Thành kinh 7 nha. Dành cái này. Và đây là cái thành sao. Chú ý đây là thành sao. Thành sao dưới của hồn nhĩ. Tức gọi là hạ nhĩ. Cửa sổ tròn vẫn còn nằm đây đúng không? Cửa sổ tròn vẫn nằm đây. Ốc tai dần dần biến mất. Từ từ biến mất. Tức là hệt. Nhưng mà cuối cùng thần kinh 7 vẫn thấy được nha. Thần kinh 7 vẫn thấy được bởi một cái khối này, cái khối dài nhất này, lỗ cái lỗ bự nhất này, đó là thần kinh số cống phần lỗ, cái lỗ tròn dài nhất trắng bóc nhóm này này, tôi gọi là ống thần kinh số. Rồi chút nữa gian luôn, rõ thấy không, thấy rõ không? Đây thần kinh số 7. Đây là cái cổ Natamani nè, nó dính chùm nhau nè, độ 3 thì kinh 7 nè, rồi cái thường nhĩ nè, và phía bên trong này cái dây thần kinh của bà đạp ở phía trên chút xíu, trên xíu. Ok, cắt từ trên xương dưới, học như vậy mới là biết được, lắm không? Dĩ nhiên hơi bị khó, về nhà đọc tiếp nha. Chưa mới cô Linh Anh thôi. Mới cô Linh Anh. Mới một thế thôi. Giờ thế thứ hai là thế cô Linh Anh. Hay không? Tôi phải đọc thuộc cái này nè. Hiểu thuộc và mới hiểu nó. Thì bắt đầu kỳ tới chúng ta mới đọc mình lý được. Chứ mà không thì nhìn vô thì giống như cái rừng, nó làm cái rừng, nên biết là mới biết nữa là khó khăn trong khi đọc CD tay là phải không? Đọc được không? Đọc mờ mờ ảo ảo lên, viêm tay giữa mạng, sao? Viêm giữa mạng, sao? Và bây giờ học cái này rồi là viêm giữa mạng đúng rồi, nhưng viêm giữa mạng tổn thương ở đâu? Thứ nhất là có hay không có tổn thương. Thứ nhất, thứ hai, tổn thương vị trí nào. Thứ ba, có hay không có của đến tiền tuần. Chỉ là này, chỉ tại chỗ luôn. Chứ không phải là riêng ta dưới mạng, đi sư chứng mạng. Đó là, rồi, bắt đầu quên ra. Thì có học tiếp nữa phải không? Học được không? Không được nghĩ. Rồi, nhưng mà chúng ta bắt đầu từ Colonan. Nhắc lại này, Colonan tức là mặt cắt, song song với mặt cắt, cắt, đúng không? Chặt, 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 chặt. Ok, trong đó chúng ta nhớ là ốc tai nằm phía trước và tiền đình nằm phía sau. Vậy nếu chúng ta đi từ trước ra sau thì chúng ta sẽ gặp ốc tai trước và tiền đình sau. Nếu chúng ta đi chiều sau ra trước thì chúng ta sẽ gặp tiền đình trước và ốc tai sau. Phần cao nó chính là tiền, nếu cắt từ trên xuống dưới là tiền đình trước và ốc tai sau. Nhớ như vậy, định vị nó đâu. Mới là thuộc khi nào giống như thầy đó, không có cái chữ nào trên, nó như máy vậy. Thì sẽ thuộc nha, và phải đọc chính xác. Đây, chúng ta bắt đầu, cô Lê Nam. Cắt từ sau ra trước. Nhìn chân ngược, cắt từ phía sau ra phía trước. Rồi chúng ta cắt ở đường xuyên trúng nè. Ra phía trước, ha. Chặt, 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 chặt. Sau sau nhưng mà khác, tôi gọi là cô Lê Nam. Rồi, bây giờ. Đầu tiên chúng ta lấy cái chuẩn là cái lỗ trống. Cái mõm chữm phía sau có một mõm chữm này, ha, mõm chữm, và từ cái mõm chữm chúng ta thấy chúng ta có được cái lỗ trống trong chữm, cái lỗ này, cái lỗ này có cái lỗ, đó là lỗ trong chữm nơi thoát ra thần kinh số 7.
Ok. Rồi, một chủng. Các tế bào chủng rộng thoáng, tôi gọi là tế bào chủng thông khí tốt. Từ sau ra phía trước, chúng ta thấy tiền đình ha. Nãy nói rồi, phía sau là tiền đình. Từ sau ra trước là tiền đình, đúng không? Chúng ta thấy trước đầu tiên là tiền đình. Vậy mà trong tiền đình thì cái nằm sau nhất là cái gì? Là ông bán quyền sau posterior semicircular canal. Ông bán quyền sau. Đúng chưa? Thấy cái lỗ mà có giống vô phẩy vậy đó, là cái lỗ vô phẩy này, vô lỗ tròn phẩy cái đó chính là cái cấu trúc sau cùng mà chúng ta thấy được trên trên xương dũng. Từ sau đến trước đầu tiên đó chính là ống bán quyền sau. Đầu tiên thì lên đấy nha, từ phía sau đến phía trước thì chúng ta sẽ gặp mỗi dũng, chúng ta gặp được cái lỗ trong dũng silo master foramen. Thì chúng ta gặp đầu tiên đó chính là cái tiền đình. Tiền đình thì gặp trước nhất đó chính là ống bán quyền sau. Hồi nãy bên trên thì chúng ta gặp ống bán quyền trên với hai cái lỗ, đúng không? Thì bây giờ đây là ống bán quyền sau. Được chưa? Ống bán quyền sau. Và mất lần và lớp đó có ống bán quyền trên. Ok, cắt ngang thế này luôn. Thì ở dưới là ống bán, ở dưới và sau là ống bán quyền sau. Hồi này là cái ống bán quyền trên. Trên hay là trước? Okay. Ống bán quyền thì nó gồm có cái từ trên hay là trước, ngang hay ngoài, sau hay là dưới. Cho nên người ta đọc mấy đứa nhớ nha. Có ông thì là ống bán quyền trên, tức là ông báo quyền trước, nó nằm trước này, trên là nằm trước, quần trước trên, ông là quần ông báo quyền trên cũng được, ông quyền trước cũng được, ông báo quyền sau nằm dưới, ông báo quyền sau ông báo quyền dưới, ông báo quyền ngang hay là ngoài, nghe ngang cũng được, ngoài cũng được, lateral, semicircular, anterior or superior, posterior or inferior, nha, yeah. Rồi. Như vậy chúng ta có ống bán quyền sau, có người gọi là ống bán quyền dưới, ống bán quyền trên, có người gọi là ống bán quyền trước. Ok. Và chúng ta thấy được cái bự dưới lại là gì đây? Sao bà? Nhớ trong đầu cái tế bào là bự nhất thì nó không có sao. Mà chúng ta định vị để làm gì? Sao bào, tế bào nằm ở giữa sau, ở giữa và phía sau một chút của xương xương dũng. Thấy nó từ đi phần sau giữa, từ sau tới giữa ha. Đây là bỏ dựng. Rồi, tiếp tục ra một chút xíu nữa, một chút xíu nữa thì chúng ta thấy đây ống bán quyền sau, ống bán quyền trên, hai cái này thẳng góc với cái nhà, đúng không? Đấy, một hai thẳng góc 90 độ 90 angle 90 độ. Một cái ống bán quyền trước hay trên, ống bán quyền sau, hai cái nhau 90 độ. Đi ra phía trước tiếp ha. Những cái này thì coi như đây là bắt đầu tôi thấy được là đường đi của thần kinh số đoạn 3, thần kinh số 7 nằm trong nhà này. Để thoát ra khỏi lỗ trong trầm chứng, chúng ta chưa thành công đó. Chưa thành công. Nó nằm trong cống á, nhưng mà chúng ta chưa tới cống. Khi là chưa tới cống thì thấy cống vậy còn nữa. Rồi. Tí gì nữa? Tiếp phía trước một xíu nữa thì chúng ta thấy gì đây? Bây giờ thấy rõ hơn ống bán quyền trên. Không chỉ trên nữa, ống bán quyền trên. Mà chúng ta vượt qua ống bán quyền sau, không? Phía trước thì chúng ta đã vượt qua ống bán quyền sau, chúng ta thấy rõ hơn ống bán quyền trên. Đây là cái gì? Phần trai xương thái dương, phần trai xương thái dương này. Thấy chưa? Tiếp cái gì nữa? Đây là tế bào, tế bào chủm mà phía trên ống tay, ống tay ngoài, ống tay ngoài này phải không? Đây là ống tay ngoài này.
đây là cái tế bào của xương dưỡng của xương thái dương, tế bào xương thái dương mà nằm trên ống tai, ống tai để nó nhẹ bớt đi ha. Những người mà không có cái những hệ thống tế bào này nè thì não nằm sát luôn dưới, não được cách biệt bởi cái tế bào xương thái dương. Còn những người không có hệ thống này thì não rất tối tệ luôn, cho nên nhức đầu liên tục ha, dĩ mà rất dễ bị tổn thương. Rồi đây là ống bắp bên trên, cấu trúc quan trọng nhất. Thấy gì nữa? Chúng ta vẫn chưa đi ngang qua ống tai đúng không? Vẫn còn đang nằm phía sau ống tai, đúng chưa? Định vị chúng ta vẫn đang nằm phía sau ống tai ngoài, chưa vô ống tai ngoài, chưa. Lấp ló chúng ta thấy được một cái ống tai ngoài, lấp ló chúng ta thấy được đâu đây là cái ống tai trong, nhưng mà chưa thấy ha. Ống tai ngoài chưa, ống tai trong chưa. Rồi bắt đầu vô ống tai ngoài đi nha. Thấy chưa? Ống tai ngoài này. Đây là bắt đầu cấu trúc quan trọng. Bắt đầu cấu trúc quan trọng mà mấy đứa cần quan tâm nha. Và cũng dễ động nữa. Đây là phần trai siêu thái, thái dương. Đây là cái ống tai, phần xương ống tai, tai ngoài. Đúng không? Đây là cái gì đây? Ốc tai. Bây giờ hồi nãy tiền đình rồi phải không? Chúng ta đã vượt qua tiền tiền đình. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là phần tiền đình nó nằm phía sau của cái ống tai. Đây này. Hồi nãy chúng ta thấy tiền đình đúng không? Tiền đình mà chúng ta chưa thấy được ống tai. Vậy tiền đình nằm phía sau ống tai. Cắt tiếp tới nữa thì bắt đầu chúng ta thấy được là ốc tai mà không còn tiền đình nữa. Như vậy tiền đình nằm phía sau ống ống tai, đúng chưa? Định vị liền. Em nói thí dụ hình này, em nói là mình. Rồi tiếp tục ống tai ngoài. Ống tai ngoài bên trên là cái phần xương của ống tai ngoài. Bên trên nữa là phần trai xương thái dương. Đây là tế bào của xương thái, thái dương nằm bên trên ống tai ngoài. Chỗ này nó có một mõm. Thấy mõm không? Nó có mõm, nó có móc giống như mõm két, mõm chim két đúng không? Mõm két ta gọi là scutum. Scutum là mõm giống như két. Scutum, S-C-O-T-U-M. Ta bỏ ra C-O-T-M. Scutum là mõm của két. Ta gọi là toàn bộ cái này thì gọi là tường thượng nhĩ ngoài. Tường của thượng nhĩ ngoài đây. Nhìn vô xương tường thượng nhĩ ngoài là đây nè. Đây nè. Trên này, dưới này, trên này. Tường thượng nhĩ ngoài. Thấy không? Đây, tường thượng nhĩ ngoài. Thì nó rớt xuống dưới, nó giống một con két nữa. Tôi gọi là sputum. Đây là cái cấu trúc bị tổn thương đầu tiên. Nếu là cholesterol nó thay của két thì nó cắt mẹ cái món két này, nó bị cùn gì nữa, hết món két luôn. Lý do sát đây chúng ta có gì đây? Chúng ta có gì đây? Phức hợp gì đây? Thượng nhĩ có phức hợp gì? Nhắc lại này, từ cái món két này, sputum này, từ món két sputum chúng ta bắt vẽ một đường ngang qua, vẽ ngang qua một đường nha. Từ món két này, sputum này, chúng ta vẽ ngang qua một đường thì phần trên là thượng nhĩ, phần dưới là trung nhĩ. Ok, vậy từ sputum này chúng ta vẽ ngang qua một đường nhìn lên trên, đó là thượng nhĩ. Thượng nhĩ chứ cái gì? Phức hợp búa của đề ice cream con, đúng không? Dù là mà cấp cỡ nào đi nữa, cấp ASEAN hay cấp Colonan thì nó vẫn chứa phức hợp búa đê, ice cream con. Ok, cái bên trên là búa, bên dưới là đê. Nắm giờ. Rồi, giữa phức hợp này này, với sputum,
giữa bức hợp này với skin tone có khoảng trống, có khoảng màu đen thấy không? Thấy không? Khoảng màu đen. Nếu là cái máy bị sự kiện nó bự lên, chị thấy không? Máy đã hơi dưỡng. Rồi, từ skin tone nó bắn vào bên trong cổ siêu búa. Cổ siêu búa từ cái skin tone nó bắt vào trong cổ xương búa bởi một cái dây chằng, tức là dây chằng búa ngoài, dây chằng búa ngoài. Từ skeleton nó dính vào cổ xương búa bởi một cái dây chằng, tức là dây chằng búa ngoài. Xương búa được treo lên trên bởi dây chằng búa trên. Thì xương búa này nó phải có chỗ bám nha, nó bám bởi dây chằng búa trên lên dây thượng nhĩ. Nó đi ra ngoài, nó dính vào skeleton, dây chằng búa ngoài. Dây chằng búa ngoài, nó dính vào skeleton. Vậy cái phần dưới của cái dây chằng này, phần dưới của dây chằng cho tới cái mõm chùm, cái mõm két này, skeleton này, nó chứa được là ngay cái điểm này, ta gọi là túi Russell. Bên ngoài là mõm két nha, bên trong là cái một cái cổ xi búa, mõm két cổ xi búa bắt ngang qua bởi cái cầu, đó chính là dây chằng búa phía ngoài. Cái cổ xi búa này, đây là cái mõm két phần trên đấy, phần trên cái mõm két, đây là mõm két này, xuống dưới đây mõm két, về phần trên mõm két, đây chính là cái dây chằng búa ngoài. Thì cái đoạn giới hạn bởi dây chằng búa ngoài, mõm két, mối dây xi búa, đúng không? Và ở đây có mấu ngắn xì búa, mấu dài xì búa còn có dưới này là mấu ngắn xì búa, mấu ngắn xì búa, mấu dài mấu ngắn, bên ngoài là mấu két biến thành túi rất sạch. Và túi rất sạch có giới hạn, bên ngoài là mấu két skeleton, bên trên là dây chằng búa ngoài, bên trong là cái cổ xì búa, bên dưới là cái mấu ngắn xì búa. Khoang này ta gọi là khoan skeleton, túi rất sắc. Ok, túi rất sắc, túi rất sắc được đẩy lại bởi màng dùng này, ngoài này đẩy lại bởi màng dùng, bên ngoài là màng nhĩ này, bên dưới là màng căng, bên trên là màng màng dùng. Túi rất đẩy lại bởi màng dùng. Màng dùng là màng chỉ có hai lớp, không có cái lớp sợ, hoặc có là có rất ít, không đáng kể. Trên quy tắc là có nhưng mà không đáng kể, vì vậy nó mềm dẻo, nó mỏng và nó bị nó phập phồng, vì vậy nó bong tróc ra, bong tróc trên mặt, nó chui bên trong biến thành cholesterol. Vậy túi rất sắc là nơi có tổn thương, nếu có là cholesterol đầu tiên, dấu hiệu là nó bị cái mõm này nó không còn nhọn nữa, nó bị tà đi chưa? Rồi, như vậy chúng ta có phần trai siêu thái dương, tế bào siêu thái dương nằm trên ống tay ngoài, skeleton, phức hợp của nè, chia chằng búa ngoài, túi rất sạch. Ok, bên trên là thượng nhĩ, trên này có dây chằng búa trên treo xuống búa lên. Treo gì muốn này, tường thượng nhĩ, cái này tôi gọi là tường thượng nhĩ ngoài, tường thượng nhĩ ngoài. Ok, bên trong là thành của ốc, ốc tà. Đây, nhìn kỹ, hồi nãy chúng tôi nói rồi, hồi nãy cái khủy đó, đi thế này, là đây là ASEAN, đúng không? Bây giờ chúng ta cắt thế này, đúng không? Cắt ngang qua. Thấy mấy lỗ? Hai lỗ. Rồi. Một lỗ, hai lỗ. Hai cái lỗ. Chú ý là nhìn về phía ngoài, về phía trên của ốc, ốc tà, thì mặt cắt này, mặt cắt ngang qua skeleton này, corona này, thì mặt ngoài và phía trên chút xíu, thì chúng ta thấy có hai cái lỗ. Hai cái lỗ này nó rồi, đây là đoạn khủy của thần kinh số 7.
tiếp tục. Bây giờ thì rõ hơn chút xíu không? Hai cái lỗ nha. Tiếp tục thấy sự khác gì? Hai lỗ không? Lớn đấy, hai lỗ không? Một lỗ, hai lỗ. Nhớ chưa? Đây ski. Bây giờ dùng một cát không? Cái bị mũi, giống như miệng cát lên. Mũi, cái mũi cát đây. Đây là búa đề, phải không? Đề, búa. Chúng ta chú ý ốc tai phía phía ngoài về phía trên có hai cái lỗ. Hai lỗ đó chính là quỷ một của thần kinh số số 7. Ok. Facial canal, ống thần kinh 7. Đây là đoạn temporis, tức là cái đoạn, đây là đoạn lê nhĩ, đoạn nhĩ, hai cái lỗ này hết nha. Rồi. Và đây là phức hợp của đề. Đây chứ mà đang đây. Không? Và đây là cái mõm, mõm đậu. Thu liêm phải không? Mõm đậu. Cái dài chỗ này, đây là mõm dài trên đây này. Mõm đậu này, mờ mờ là hai cái gọng của siêu bình đạo này. Chui vào trong cái cửa sổ. Bộ dụng. Xíu nữa coi. Thấy hai lỗ, bây giờ thấy hai lỗ không? Hai cái lỗ. Một lỗ, hai lỗ. Nhắc lại hai lỗ đó chính là quỷ một thần kinh số số 7. Bên cạnh đó chúng ta vẫn thấy rõ được cái sputum. Đây phức hợp mô đề phải không? Đây là cái màng màng nhĩ. Cái chỗ nãy mà chúng ta nói đó là cái chỗ nó gờ chút xíu nè, thì phía dưới nó có cái lỗ, đúng không? Lỗ gì? Lỗ của thần kinh số số 7 nó nằm bên ngoài cái màng nhĩ, ngay sát bên ngoài màng nhĩ. Lỗ thứ bảy. Bởi vậy mấy đứa đừng duy nhiên là đừng có móc quá mà phía sau của trên chút xíu thì có dựng đụng là liền luôn nha. Trước phức hợp búa đề, túi rớt giữa búa đề và cái mõm két nó chính là túi rớt sát nằm dưới này đó, đây túi rớt sát này. Nếu chúng ta thấy có một khối mờ mờ chỗ này nha, và thấy sputum mà nó bị cục, nó bị cuốn đi á, thì chúng ta nghĩ nhiều tới colestia. Ok. Tiếp tục là rất là nhiều túp rơ sát nha. Đây là túp rơ sát. Những cấu trúc này là cấu trúc rất dễ bị tổn thương, cho nên lặp đi nhắc tới những người ngoài túp rơ sát. Hai cái ống thần kinh 7. Cái điều quan trọng ở chỗ mình xem cái lỗ này nè, mình thấy nó hay không, là mình nếu thấy nó trên mặt cắt thì coi như là không có tổn thương xương. Cái về mặt chấn thương, về mặt bị quỷ xương, nó có quỷ hay không? Nếu coi nó tôm nó quỷ cái ống này, vì nó nằm ngang trong cái thành trong của ống tai, nơi coi nó tôm của cái thượng nhĩ, của hồn nhĩ, nó sẽ là quỷ xương. Mình xem cái lỗ này nó có còn tròn cái ống không, cái ống bên ngoài tròn không? Nếu nó không tròn mà bị liên mạch thì mình biết rằng là nó tổn thương ở quỷ số 1. À, đúng rồi, quỷ trước, quỷ số 1. Đúng không? Vậy nhìn xem cái ống này nó có tròn không? Nó nguyên vẹn không? Nó liên tục không? Nếu nó bị khuyết mà bị bệnh nhân được liên mạch thì nhớ tổn thương ở quỷ 1. Chẳng nói chính xác không? À. Tiếp tục. Vậy thì hai cái lỗ này làm sao để dễ nhớ? Đây là cái màng nhĩ nha. Cái màng nhĩ. Màng nhĩ phía dưới là màng gì? Màng căn. Phía bên trên là cái màng trùng. Màng trùng là nơi mà nó đậy lại cái túi rác sát bên trên. Ngay cái bóng két á, đi xuống dưới. Nó đậy lại ngay đây. Túi rác sát đó là màng trùng. Màng trùng là cái màng đậy lại cái túi rác sát, đậy cái túi rác sát ra. Đó là màng trùng. Co lõm thường là co lõm màng trùng. Túi co lõm là túi co lõm màng trùng. Và colestion là colestion túi rác sát. Rồi. Ốc tai là biết rồi phải không? Đây là cái gì đây? Từ ngoài vô thấy cái gì đây?
ụ vô. Cho nên nếu nội sôi vô thẳng là đối diện là ụ vô, ụ vô là vòng đáy của ốc, ốc tai. Ụ vô nè, vòng đáy của ốc tai, vòng đáy của ốc tai đây nè, nó vô nè, vòng đáy ốc tai vô nè. Thì chỗ này thì gọi là ụ, ụ vô, đúng ra là ụ vô của vòng đáy ốc, ốc tai. Mình gọi tắt là ụ vô, ha, promontory, là promontory ốc cốc liệt, mesothân cốc liệt, tức là ụ vô của vòng đáy ốc tai. Như thế đúng. Nhưng bây giờ chúng ta quen miệng cái người ụ vô thôi nha. Ụ vô, ụ vô tức là vùng lồi ra của vòng đáy ốc tai. Thấy chưa? Đây là vòng đáy ốc tai. Tiếp tục, tùy gian luôn. Còn cái này chắc là tủy siêu ốc tai, hay là cái ống vòng xoắn ốc tai, hai cái lỗ rất quan trọng. Nếu nhìn vào hai lỗ này, đây là khủy một mà nó không có tròn, nó không có liên tục, thì đây mà trên lâm sàng bệnh nhân bị liệt, nhớ để tổn thương khủy số 1, nơi rất dễ bị cholesterol. Bên cạnh cái túp rất sắc thì cái khủy một này cũng là một trong những nơi mà rất dễ bị tổn thương nếu là chấn thương đường với dọc. Trong chấn thương đường với dọc thì tổn thương này liên mạc này số 7. Rồi, cái này thì càng tốt nữa ha. Đây là ốc, ốc tai. Ốc tai chúng ta đi trước chưa? Chúng ta đi trước, chúng ta đang vượt, bắt đầu vượt qua cái ống tai. Ống tai ngoài vì cái là chúng ta đang vượt qua ha, vượt qua bên người phía trước để chúng ta tới ốc tai. Nãy giờ cái colonan nó đơn giản hơn nhưng mà nó cho chúng ta dễ nhìn thấy hơn nha, đơn giản hơn cái ASEAN cho chúng ta nhìn thấy dễ hơn, rất dễ thấy. Y chang nha, trong điều này như đây skidum hơi cắt một mũi chút xíu nha, hơi cút chút xíu. Bên trên này là cái gì đây? Thượng thượng nhĩ treo đi bởi cái dây cơ, là bởi cái dây chằng búa trên, bên là dây chằng búa ngoài đúng không? Búa ngoài thấy hai đeo hai chữ hai tròn này không? Hồi nãy chúng ta có cái gì, có cái dấu gì? Dấu sine Sinarin, một cái dấu tức là cái dấu của sonan cầu cầu nang, dấu Sinarin. Ok, chúng ta có dấu là gì? Ice cream. Dấu đầu tiên là ice cream. Dấu thứ hai là Sinarin, tức là cái vào ốc tai của sonan cầu cầu nang. Bây giờ dấu thứ ba là snake eye, tức đôi mắt của con rắn, đúng không? Đôi mắt rắn. Đó chính là đoạn 1, khủy 1, khủy 1 của thần kinh số thứ 7. Hai cái lỗ tròn ở này giống y như là mắt mù nắng, snake eye. Thấy cái dấu này mà còn nguyên vẹn thì chứng tỏ rằng thần kinh số 7 nguyên vẹn trong ở khủy số số 1. Ok, chân rồi, rồi tôi phía trước luôn. Gần hết rồi đấy, nha. Gần hết rồi. Đây là khủy một, đoạn đầu cái chỗ này phía trước ta, phía trước tầng cùng chính là đầu khủy, đầu khủy một đây, đầu của khủy một. Và bắt đầu ở chỗ này nó phóng ra một cái nhánh gọi là thần kinh đá lưng đồng. Đây là tầng cùng phía trước ha của cái đây, ốc tai hết, ốc tai rồi nha, ốc tai bắt đầu hết rồi, cuối cùng hết thiệt. Ok, sao giờ nắm được chưa? Cơ bản nắm được chưa? Dĩ nhiên cái gì có nơ, có nơ là mình chụp cái là chụp cái này mình thấy, chụp cái này mình thấy được chứ. ASEAN